thử ăn ổi đi. À, Đài Loan ruby á. Dạ, để tới tiệm con ăn Đài Loan ruby. Không có quay mặt đâu nha. Không có sao. Mời cô chú ăn ổi Đài Loan ruby. Ngon quá. Chút xíu muối nữa ngon hơn. Dạ, ngon hết cô chú. Con sale cây á, trái sum xê có 300 đồng hả? Dạ. Đó, cây bự chà bá đó. Cô chú thấy không? Mua về là có trái ăn luôn, thấy không? Cây bự chà bá luôn. Nè, chị lấy cho anh miếng nè chị, đừng ăn chung. Nè lấy miếng nè. Đừng ăn chung mà tạo nghiệp. Dạ, ở đây là khách lợi là em sẽ cho ăn thử. Dạ. Nhiều khi á mỗi tuần á ship là em tặng tặng cho khách hết trơn à. Dạ. Nè. Nè. Nè nè cây thứ vậy nè, nên lựa nè đó nè, một cây vậy là 300 là trái sum xê cây bự chà bá luôn. Ở đây mình bán là mình không có lời bao nhiêu. Cây bự về có trái ăn luôn, khỏi phải. Đó cây nhỏ xíu đúng không? Ở đây mình cho ăn thử trước rồi mới mua là vậy đó. Dạ. Yeah. Mình khi nhiều khi á trái á, tặng cho cô chú, nhiều khi mình hái á, một mình làm á, nhiều khi có những cái trái nó chưa chín tới, có những cái trái nó chín tới rồi, cho nên nhiều khi cô chú ăn thông cảm. Nhiều khi có những trái nhỏ trái lớn ha. Nhiều khi em hái em thật sự hái trái bán không có đủ, có những khách hàng nào thân thiết lắm mới hái, tại vì em thiếu order của mấy tuần trước rồi, ráng hái dữ lắm. Dạ. Ocho Nursery kính chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, ổi ruby Đài Loan hiện tại bây giờ Ocho Nursery super sale luôn á. Ở đây á, khi mà khách tới, nếu mà có trái sẵn trong á, em đã hái thì em sẽ cắt sẵn cho cả nhà ăn thử rồi hả mua cây. Em super sale luôn, cây rất là lớn nha cả nhà, gốc to nha, trái sum xê Đài Loan ruby nha cả nhà. Mình cái này cây này mình trồng ở đây, không phải cây Florida mới nhập về đâu nha cả nhà. Em sale cây này có 300 thôi ha cả nhà ha. Thì á, cả nhà thấy nè, mình mua về là mình có ăn liền luôn rồi ha cả nhà ha. Cây là trái sum xê ha cả nhà ha, mua về là có ăn liền luôn ha cả nhà ha. Cây này cao khoảng 5 feet hoặc hơn ha cả nhà. Cây đều là trái sum xê, trái là từ trên xuống dưới luôn ha cả nhà ha. Nè cả nhà, đợt này thì là hình như là những cái cây đẹp thì đã về vườn em hết rồi. Thì đó cả nhà xem đi nè. Đó, trái là trái sum xê nha. Những cái này nè cả nhà, những có đốm 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 thì cả nhà đừng có sợ khi mình ăn mình ngọt vỏ ha. Tại vì á thường thường có mấy cái con nó đậu lên á ha, hoặc là nắng á. Nên cả nhà đừng có lo nha, mình ăn mình ngọt vỏ không có sao hết nè. Thì đó, thì cái mùa này đó cả nhà, cho nên á thì nó sẽ bị như vậy. Nhưng mà những cái nám nám gì nó cũng ngon lắm cả nhà. Nè, nhà thấy không? Trái nhỏ trái lớn gì đó nó ra hoài cả nhà. Cho nên ổi Đài Loan ruby này đó mình ăn á cũng rất là ngon nha cả nhà. Không phải là không có ngon. Thì mình thì người nào á có tiền thì tùy theo cái sở thích của mỗi người. Mình có nhiều loại ổi mình ăn mình thay phiên nhau. Thì là như vậy ha cả nhà ha. Thì người này thích cái người này mình thích kia. Ổi nào cũng vậy, khi mình ăn đúng á thì nó rất là ngon. Chứ không phải là cái này ngon hơn cái kia, không phải đâu. Do mình cách chăm sóc nữa cả nhà, khi mình lúc mình hái nữa rồi cách mình chăm sóc nữa. Ổi cả nhà muốn ngon mình phải bỏ phân gà nha, phân gà rồi cái nó có cái mà gọi là gì cái vỏ của cái vỏ của cái con tôm á cả nhà, nó có cái phân vỏ con tôm đó, cả nhà mua cả nhà về bón cho nó ha cả nhà ha. Thì á cái những cái bí quyết của cái gì mà cho ngọt trái mà tự nhiên á thì em đã chia sẻ cho cả nhà. Thì cả nhà không biết thì cả nhà cứ nhắn tin cho em, xin cái đó thì em sẽ send cái hình cho cả nhà ha. Tại vì nhiều khi ở trên này á thì nếu mà em có để em đưa cái hình được thì em sẽ nói chị bỏ cái hình vô cho cả nhà xem ha. Nè cả nhà ha. Nè. Em sẽ nói cái chị đưa cái hình đó lên cho cả nhà xem ha. Thì nè cả nhà ơi, nè trái là sum xê nè. Cây này quá trời quá đất luôn cả nhà ơi, nè. Cả nhà thấy không? Cây là quá trời quá đất đẹp luôn á nhà ơi. Quá trời luôn nè. Trái là sum xê. Có những cây á thì em ship không được tại vì nó chỉa qua nhiều quá. Thì em lựa những cây nào mà dễ ship á thì em sẽ lựa cho cả nhà nha. Ví dụ những cây này nè, em sẽ chống lên á tại vì hàng mới về chứ chống. Nó nặng đến nỗi cả nhà thấy không? Nó xịu luôn nè. Nó èo quá èo lơi luôn nè, èo quá chị èo luôn. Tại vì em chưa có thời gian em chống lên á nè. Khi mà em chụp hình cho khách em phải chống lên để mà cho cái khách xem á. Nó nhiều trái quá nó èo tới èo lui cả nhà. Chứ cây nào cũng nó đẹp, đẹp miên man luôn, đẹp mà khủng hoảng luôn á. Em nên dùng nhiều từ nó hơi bị nhiều cái á. Mình nói nhanh quá đó. Cái miệng nó nhanh hơn cái đầu. Cho nên là cả nhà thông cảm nha, đừng có ném đá em nhiều quá. Nè cả nhà thấy không? Đó, không. Nhìn vậy cây đẹp lắm, mình dùm chống cây á.
mình chấm cái cây lại cả nhà. Trời ơi, dáng nào nấy đẹp. Trời ơi, em lựa là từ vườn lớn ra mà em lựa ra cả nhà thấy không? Cái cây, mấy cây này là trồng ở Florida, trồng ở đây nha, California nha cả nhà. Cho nên nó rất là ngon. Khi cả nhà để ý đi, cây trái mà trồng ở California nó ngon, ngon nha. Rồi nó không có bị cái nhiệt độ chanh nước á cả nhà. Cho nên cả nhà yên tâm ha. Yên tâm khi mà cây mà mình không phải là từ Florida nhập qua nên cả nhà rất là yên tâm ha. Tại vì mình nuôi đây cả năm trời, 2 năm trời cả nhà. Cho nên là nó thích hợp khí hậu của Cali mình đó cả nhà ha. Mình ăn rất là ngon. Nhưng mà hả, ngộ lắm cả nhà, thử đi. Ví dụ như mận nè, ổi nè, mình trồng ở đây ngon hơn. Chứ mẫn cầu của mình đó cả nhà, trừ mẫn cầu na dai nha, thì mình trồng ở Cali này mình ăn rất là ngon. Cả nhà có thấy như vậy không? Nè, cái này đẹp quá trời luôn nè cả nhà ha. Về là có trái ăn rồi, có trái bự ăn xong rồi trái nhỏ tấn tới là mình ăn mấy đợt trái luôn á. Nó xum xê trái lắm cả nhà, cây nào cái nó đẹp quá trời luôn á. Cô chú nói Linh ơi, chụp cho cô cái ổi đi, rồi cô mua cái ổi Đài Loan Ruby về có trái ăn luôn nha con. Rồi cô chú xong rồi con sẽ chụp hình cho cô chú anh chị nha. Dạ. Cái đợt ổi kia rồi em bán không có đủ luôn á, em phải đưa về cái đợt ổi kia này khác nữa nha cả nhà. Em Linh là sale sập sàn luôn á. Bán lời ít chút đỉnh để mà cho cô chú anh chị có ổi ăn. Ăn ổi tốt sức khỏe lắm nha. Đó. Cây tươi tốt, cây bự khủng hoảng luôn. Cả nhà thấy vậy á, thấy trong video nó vậy chứ ngoài nó bự gấp mấy lần luôn cả nhà. Cả nhà khi mà nhận cây rồi cả nhà sẽ thấy wow. Cái ổi em Linh bán bự thiệt bự luôn. Ở trên Facebook có người bán 550, 600, em Linh bán có 300 hà. Trời ơi, em Linh bán rẻ quá đi. Nói vậy cho có người ghét lắm. Có nhiều người rình cái YouTube em á ra rồi bắt đầu bắt lỗi em đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà không có sao. Nhiều người thương em Linh lắm, nhiều người thương Ochu lắm. Có ít người ghét à, không có sao, kệ đi. Cảm ơn cô chú anh chị đã thương em. Đó, có nhiều nick á theo dõi em rồi cái phá em hoài à, nhưng mà không có sao hết trơn á. Cô chú anh chị biết không? Nhiều người á ngộ lắm. Cứ phá em Linh hoài à. Fan của những cái chỗ khác á cứ phá em, cho nên nhưng mà không sao, em vẫn bán được bình thường. Cô chú anh chị thương em đa số là khách giới thiệu nha, tại vì em buôn bán rất là uy tín, cho nên em bán đàng hoàng, giống nào ra giống nấy, cây nào ra cây nấy, buôn bán ship đàng hoàng, bán đàng hoàng, cho nên khách của em trở lại em rất là nhiều, khách em trở lại rất là nhiều, nhất là khách em rất là trung thành, khi mà mua cây giống là tin tưởng bên em rất là nhiều, để cho em chọn rồi xong rồi đợi chờ em, nhiều khi biết em làm một mình á xoay sở cho nên khách em vẫn đợi chờ em. Dạ, em cảm ơn em biết mấy anh mấy chị đang coi YouTube của em. Em cảm ơn mấy anh mấy chị ở Xuân Bang và những anh mấy chị, mấy cô chú ở vòng vòng ở đây đã và support em rất là nhiều. Em Linh rất là cảm ơn mấy anh mấy chị đã hiểu, đã thông cảm và support em Linh trong thời gian qua rất nhiều. Cho nên mới có một năm mà em Linh đã lớn như vậy rồi. Dạ, vườn sung túc là nhờ mấy anh mấy chị ủng hộ em Linh, tại vì em Linh làm ăn đàng hoàng. Cho nên á, bất cứ chuyện gì xảy ra em Linh đều đứng ra chịu trách nhiệm hết, cho dù những cái chuyện gì cũng vậy. Cho nên á, là cô chú biết không, mình buôn bán đàng hoàng, cái gì ra cái nấy, mình chịu trách nhiệm. Có sơ suất nhỏ nhặt hay bất cứ gì em Linh cũng đứng ra. Nhưng mà quan trọng em Linh bán đúng giống, thì có chuyện gì sơ suất em Linh đều đứng ra hết. Nhưng mà em Linh nó nói là em Linh làm, cho nên là có những cái chuyện gì mà sơ suất là em Linh bù đắp cho cô chú anh chị liền. Dạ, cho nên là nhiều khi có những sơ suất chứ không phải là không. Nên em Linh có nhiều khi em sơ suất gì không biết đấy, thì cô chú tha lỗi cho em Linh. Dạ, thì giống như là cô chú thông cảm cho em Linh, nhiều khi cô chú phải nói em Linh biết á, thì nhắc nhở em Linh thì em Linh mới rút kinh nghiệm được. Nha cô chú anh chị. Dạ, cái gì em Linh cũng tiếp thu học hỏi hết á. Dạ, nhưng mà có những cái cá nhân, có những cái ấy thì quá đáng thì em Linh sẽ nói thẳng. Dạ, cho nên nó là mấy anh chị mà comment không coi á, thì xin lỗi mấy anh chị đừng có rình rập cái YouTube của em mà nói xấu hay là phá hoại cái mà business của em nữa nha. Dạ, mấy anh chị xấu tánh lắm, làm như vậy á, mấy anh chị không có cuộc sống, không có được ấy đâu. Cho nên á, em không có làm gì mấy anh chị đừng có làm như vậy nữa. Dạ, cuộc sống mỗi người mỗi ấy, cho nên là mấy anh chị sống phải sống tốt thì mình mới có những cái thành quả tốt được. Dạ, cây này đẹp quá nè. Wow, cây này đẹp quá nè. Nè, trời ơi, trời, phượng hoàng tung cánh nha. Cái này giống như cắm bình bông vậy đó. Mình mỗi ngày á, mình thức dậy tràn ngập năng lượng. Sáng thức dậy á là mình mở mắt ra là mình cảm ơn Chúa, cảm ơn trời Phật đã cho mình được có cuộc sống rồi cả nhà. Cả nhà biết không, bạn em á phát hiện ra tự nhiên, rất là thành đạt, phát hiện ra ung thư thời
cây cuối. Con trai của bạn em nghe xỉu cái đùng, rất là có tiền cả nhà, mới có 50 tuổi thôi. Cả nhà biết không, bây giờ á, hơi giai đoạn cuối, em rất là buồn, cả nhà biết không. Cho nên á, là khi á, mình làm cái chuyện, bất cứ chuyện gì á, mình cũng phải hiểu cái, mình phải biết cái hậu vận về sau á. Cho nên á, cái nghiệp của mình á, cho nên khi mình sống ở trên đời này á, cả nhà, khi mình mở mắt ra mỗi ngày đó, mình không biết sống còn như thế nào, cho nên mình mở mắt ra mình còn sống là mình vui cả nhà. Cho nên mỗi ngày mình phải có mang cái năng lượng tích cực cho mọi người. Cho nên em Linh lúc nào muốn quay video lúc nào cũng phải mang cái năng lực, mang năng lượng tích cực. Cho nên mấy anh ship cây á, mấy anh chở cây tới, lúc nào em cũng cười, cái lại gặp chị Linh, trời ơi mệt quá, mà lại gặp chị Linh cười lúc nào cũng cười, trời ơi thấy hả, là thấy khỏe liền vậy đó, đang chạy mệt mà thấy khỏe liền vậy đó. Em nghe như vậy em cũng vui nữa, tại vì á, em làm cho mọi người vui thì em cũng vui. Chứ dù nhiều khi em mới bệnh, em mới bị trúng thật á, em mới bệnh em ói quá rồi em ói luôn, nhưng mà khi mà em nghe vậy là em thấy em đem lại cho mọi người cái niềm vui, cái sức khỏe, là tự nhiên em cũng vui nữa, cả nhà thấy không. Cái đó là mình làm cho người ta vui, mình cũng thấy vui. Cho khi đó hả, em bệnh em không dám bệnh luôn á đó. Ở Đài Loan Ruby của em kìa cả nhà ơi, trái nó thương không, thương quá. Cho nên cả nhà biết sao không, mình đem niềm vui cho mọi nhà. Cho nên em Linh thích, rất thích là làm vườn cây ăn trái, đem cho niềm vui, đem trái ngon trái ngọt tới cho mọi người để cho niềm vui, cho cuộc sống này mình được vui tươi hơn ha cả nhà ha. Em có bu đà, mấy ông địa, mấy ông địa là cả nhà ơi nè. Trời ơi cả nhà thấy không, cái này cây bự nha, mấy ông địa cây bự nè. Trong cái chậu này 15 galon, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. 8 cây mà nó còn đẻ nữa. Nếu mình mía đó, mía mình tưới nước mỗi ngày luôn á, nó lớn nhanh dữ lắm cả nhà. Trong này là 8 cây rồi, số 8 đẹp lắm cả nhà. 8 là phát á, phát. Xin lỗi cả nhà. Nhà cả nhà thấy không? Trời ơi cái này quá trời, cái mía ông địa nó ngấn dùng địa nè. Mà lên nó ra nắng màu đẹp lắm cả nhà nha. Nè. Nè cả nhà ơi, một bụi này biết bao nhiêu luôn nè cả nhà ơi. Nè. Miếng miệng nè cả nhà. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 8 rồi mấy cây trong này luôn á, 19 gì đâu. Trời nhiều quá nè. Một bụi này mà mấy cây luôn nè. Trời dữ vậy. Thấy không? Bự quá trời bự luôn nè. Bự nè. Trời ơi, bự quá trời, một bụi nhiều lắm nha cả nhà. Wow, thấy dữ không à. Nè, bụi bự, bụi nhỏ nha cả nhà. Nè, ghiếm điện lên cả nhà. Oh no, oh nắc à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nè, một bụi nè, cả nhà ha. 8, nè. Nè, cả nhà ơi nè. Ý dạ dạ, cưng không cả nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Mười mấy cây không à, từ mười mấy cây trở lên không à. Trời ơi mấy ông địa nè cả nhà ơi, đẹp quá cả nhà. À qua đây nè cả nhà, mấy ông địa nè cả nhà. U dạ dạ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, toàn là 10 cây trở lên không nha cả nhà. Trời ơi u nào u nần, cái bụng giống như bụng ông địa không cả nhà. 1 2 3 4 5 chậu. Trời ơi em u nù, em ngồi xuống đứng lên em mệt quá cả nhà ơi. Mấy anh chưa có gom cây vô xong, nhưng mà em phải quay trước tại bữa nay em nộp bài á. Nè mận này sức khỏe thái nè cả nhà. Con cây nè, ship cho cô nè, trái quá trời cả nhà ơi. Nè, nhà thấy không nè. Tại cô này cô mê mận có trái nên mới ship cây có trái cho cô nè. Quá trời quá trời, nhà thấy không. Quá trời quá trời, quá trời luôn cả nhà. Quá trời sức khỏe thái nè. Ủa? Cái mận mận gì trời, mận gì vậy? Mận gì? À mận này ship cho cách này. Mận này à, hồng kinh công. Cách này, cách nước ngoài. Ship cái gì nữa? Wow, ổi. Ổi nè, đại long ruby nè cả nhà. Ship cái mảnh cầu. Mảnh cầu như thái xanh, quá trời trái luôn. Trời ơi, bán cầu nha cả nhà. Xin bán cầu không nha cả nhà. Trời cái ổ nhìn thấy thương không. Rồi xin bán cầu nữa cả nhà. Bán cầu nữa cả nhà. Ôi bán cầu nè cả nhà. Quá trời bán cầu nữa cả nhà ơi. Ha. Ôi bây giờ mình đi. Bây giờ mình đi quanh đây ha cả nhà. À, chưa gom xong hết cây. Nhưng mà phải á. Ôi cái nhãn này nè cả nhà. Ha, cái nhãn ha. Nhãn này cả nhà.
ổi nè cả nhà, tại vì chưa có gom xong hết á, cho nên là chiều nay phải nộp bài cho cô chị rồi, nhiều quay quay nữa nha cả nhà. Em đừng bên này nhảnh 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 vậy lắm. Cả nhà ơi, trước mặt cả nhà biết cái gì không nè, em có cái ủi bự lắm nè, ổi này là ổi Thái Dương, cây bự lắm nha cả nhà, gốc to lắm nha cả nhà nè. Em lên bán là bán hàng khủng không à, cây này bự lắm nha cả nhà, bự dữ lắm luôn nha nè. Chậu này chậu 25 đó, cây này cả nhà thấy tàn tròn không, cây này cao 5 feet mấy nè, cả nhà thấy không, wow thương không, cây này lâu năm lắm rồi đó, thương không cả nhà, thương không. Em có cây Thái Dương bự nữa nè cả nhà, cây này cao lắm cả nhà, trời ơi cây này cao chắc 90 feet, cây này bự lắm nha cả nhà, trời ơi ai mua ổi Thái Dương bự nè đây cả nhà ơi. Cây này ông xã em á chở về sau rụng hết trái, một trái nè, hai ba trái, cây này bự chứ mà để ít con quá, trái bự nằm bên kia, thôi đi đi qua bên kia, bên kia nha các nhà. Ô được mấy trái, một trái, hai trái, ba trái, bốn trái, năm trái mà rụng hết trái, ơ năm trái, sáu bảy trái, bảy trái, bảy trái, ơ tám trái, tám trái, tám trái, được tám trái, được tám trái nha cả nhà, cây bự lắm cả nhà ơi, trời ơi cây gì bự chà bá vậy trời, cây bự chà bá vậy, ôi bự quá à. Ý, nắng tắt rồi cả nhà ơi, nắng tắt rồi, tại nắng tắt á cho nên là sáng giờ lo bận khách quá cả nhà, cho nên là quay trễ, mấy ngày nay em có thời gian quay á, ráng quay. Cái bên cả nhà tăng tăng tăng, cả nhà biết gì không, trời ơi một cặp trời xinh luôn, Thái Ruby tăng tăng, cái bự chà bá luôn cả nhà ơi, trái là sum xê nha cả nhà, trời ơi, cái gốc bự dễ sợ luôn cả nhà ơi, trời ơi, nói tới nó cái sung lên nè cả nhà, trời ơi quá trời sung luôn cả nhà nè, trời ơi cả nhà thấy không nè, bự quá trời bự luôn cả nhà ơi nè, nè nè nhà thấy không, trời ơi nè, gốc bự hái hùng luôn á cả nhà, cả nhà thấy trái chưa, đó trời ơi biết bao nhiêu trái không, nhiều trái lắm nha, cây sạch sẽ nha cả nhà, trời ơi, nó lột da sống đời nè cả nhà, trời ơi cái này cả nhà ơi, trái hả, trái miên man luôn á. Mấy em này nè, khi mình ship vậy nó không có rụng trái nha cả nhà, tại vì cây bự á, ở bên bên trái bự ship nó gãy trái dữ lắm, trái nhỏ nhỏ gì không có sao nè cả nhà, trời miên man trái mấy chục trái luôn á cả nhà ơi, tự nhiên tới khúc này em la lớn quá, trời ơi chùm trái, trái dữ gì cưng, rồi tại nó nặng quá em không kéo ra được cả nhà ơi, nếu không phải kéo ra thì quay mới bự bự được, chứ bây giờ nó nằm trong đó sao quay được cả nhà, nó bự dữ lắm, cây này bự hải hùng, em phải đi xa thì còn xa, xa nơi dữ lắm mới quay được cái cây này nè cả nhà, đây nè cặp trời xinh luôn á, trời ơi đứa anh đứa em luôn nè, trời ơi Ruby anh Ruby em luôn nè cả nhà, đó nổi nhìn cái góc không là khủng hoảng tinh thần, trời cả nhà cái này rễ ra đầy hết rồi nha cả nhà, không phải nãy đâu nha cả nhà nè, đứa nào nấy trái nè, trái truyền miên khói lửa luôn á cả nhà, thấy không, trời ơi trái gì mà trái mà miên man luôn á nè cả nhà thấy không, trời mọc gì mà mọc thấy sợ luôn á nè, đó cao quá trời bự quá trời luôn cả nhà ơi, chịu gì nổi nữa, trời ơi thiệt luôn á, cây của em mà đẹp đẹp kinh hồn luôn cả nhà thấy không, đẹp miên man luôn, tới khúc này sao em la lớn như em em la lớn quá ơi, cả nhà ơi, cả nhà ơi mê quá, em á em thấy hai cái ổ này là mê lắm rồi đó, thiệt luôn á, em mê quá trời mê luôn á, trời trời mê nó dữ vậy, kéo nó giữa đường còn mê nó nữa, tại vì nó trong đó đó mình thấy nó không nhìn không thấy chứ nó tròn tạng đẹp dữ lắm luôn cả nhà ơi, nhìn nó vậy ở ngoài nó bự dữ lắm luôn, cả nhà tới vườn xem đi rồi biết như thế nào, hoặc là cả nhà kêu em á nhắn tin Linh ơi chị muốn xem cây đổi bự em quay tứ chiều cho cả nhà xem, tại vì bây giờ chiều quá, dạ chiều rồi nha. Ở đây em có cây ổi Đài Loan Ruby bự nha cả nhà, bự giả man nha cả nhà, chứ không phải là cây ấy nha, cây này nè cả nhà, Đài Loan Ruby nè cả nhà, hình như cái cây này á, như cây này cái Đài Loan Ruby bự nè, bự giả man nha cả nhà, cây này bự nha, cây này bự khủng hoảng tinh thần nha cả nhà, chứ không phải cây nhỏ nha. Này đại bàng giang cánh này nó giống như Titanic vậy đó, cây này chắc ship không được tại vì cây này nó giang qua với mình không có ship được, cây này chỉ có delivery lên San Jose hoặc là ở đây pick up hoặc delivery vòng vòng đây chứ không có thể ship được UPS tại vì nó Titanic rồi, giang cánh gì không có ship cánh nó được nha cả nhà. Cả nhà em có xoài mà hai trái nóc,
mai cho nóc đó cả nhà, có trái nha cả nhà. Mai cho nóc em sale cây mà có trái như nè cả nhà. Trời ơi cả nhà ơi, mai cho nóc cây có trái nha. Gốc to nha cả nhà, gốc rất là to như cái nè ha. Gốc to nha. Mai cho nóc em sale. Cây này hơn 5 feet đó cả nhà. Em sale cây này 300 ha cả nhà. Mai cho nóc nha, có trái nha. Sale này 300 nha cả nhà, cây bự nha chứ không phải cây nhỏ nha cả nhà. Cây của em cây bự chứ không phải cây nhỏ ha. Mai cho nóc nha, em sale nha. Cây có trái 300 đồng ha cả nhà ha. Dạ. Trời ơi cả nhà coi nè, xoài Đài Loan của em nè cả nhà. Trời ơi cả nhà ơi, gốc bự chà bá nha, bự hơn cái cổ tay luôn á nè cả nhà thấy không, mà đang có bông xum xuê nè cả nhà ha. 200 đồng một cây, quá bự luôn, đang bông bông dữ lắm luôn nè cả nhà. Em sẽ xịt cái thuốc mà cái thuốc mà để cho đậu trái đó ha cả nhà ha. Nè cả nhà thấy không, trời ơi cưng quá đi hả mấy em của chị ơi, đùa nhau mà nở hoa, hoa xoài đẹp nhất, cưng quá cưng quá mấy cưng ơi. Trời ơi cái này khế nè, khế đua nhau mà bắt đầu nở bông mà kết trái nè. Em Linh bữa nay tự nhiên sung quá. Đó 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 thấy chưa, đó 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 đậu trái rồi đó, sầu đậu trái rồi đó thấy chưa. Trời ơi, để bà thấy coi.